Về kinh tế, Vu Lê Thánh Tông đặc biệt quan tâm các chính sách nhằm phát triển kinh tế như sửa đổi luật thuế khóa, điền địa, khuyến khích nông nghiệp, mở đồn điền, kêu gọi người phiêu tán về quê, đặt ra luật quân điền chia đều ruộng đất cho mọi người. Về thuế má, Lê Thánh Tông quy định người già từ 60 tuổi trở lên dưới 18 tuổi, cùng những người tàn tật và những người thuộc về tráng hạng tòng quân đều được miễn thuế đinh, còn lại mỗi nhân đinh phải nộp thuế đồng niên là 8 tiền. Để nắm bắt nhân khẩu, Lê Thánh Tông quy định 6 năm một lần, các quan phủ huyện phải dẫn các xã trưởng tới kinh sư để khai báo số hộ khẩu xã mình. Lê Thánh Tông rất chú trọng nông nghiệp. Ngay từ khi mới lên ngôi, tháng 3 âm lịch năm 1461, ông đã ra xác chỉ cho các quan, huyện, lộ, chấn, xã nhằm tối đa hóa sản xuất, ông còn lập các chức quan hà đê, khuyến nông để dễ chăm lo việc nông trang. Ông ra lệnh cho hộ bộ và các quan địa phương báo cho ông biết nơi nào có đất hoang, rồi ông dụ phủ huyện đôn đốc dân đi khai hoang, mở ruộng. Năm 1466, theo lời tâu của tuyên chính sứ Tây Đạo Trần Phong, Lê Thánh Tông tuyên bố các văn tự cầm bán ruộng đất từ thời Trần, hồ và thời thuộc minh hết hiệu lực và không được chuộc lại. Nhưng nếu từ sau năm 1428 thì cho phép chuộc lại. Ông cũng đặt ra những quy định về quyền tư hữu ruộng đất, nghiêm trị những người cưỡng đoạt, lấn chiếm ruộng của người khác, hoặc chặt cây và tre trong ruộng của người khác dưới thời Lê Thánh Tông, dân số Đại Việt tăng trưởng mạnh mẽ. Như lời nhà vua khẳng định trong một lệnh chỉ năm 1477, sinh dân các huyện, châu, xã ở các xứ trong nước mỗi ngày một đông. Do vậy năm 1481, Lê Thánh Tông cho lập 42 sở đồn điền trong cả nước, chia thành ba bậc thượng, trung, hạ, với nguyện vọng dùng hết tiềm lực của nghề nông, mở rộng nguồn trích chứ cho nhà nước. Bên cạnh đó, thời Thánh Tông trị vì có một số lần hạn hán, đói kém xảy ra, ông đều giải quyết mạnh mẽ. Chẳng hạn như năm 1467 có sâu cắn lúa, nhà vua cử lễ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư và các đạo sĩ đi tế thần linh để diệt trừ sâu lúa. Ông còn giảm tô ruộng và thuế nhân đinh sau khi nghe hộ bộ tâu là mùa màng kém. Tháng 9 âm lịch năm này, một cơn bão hoành hành ở phủ ven biển là Nam Sách, Giáp Sơn, Thái Bình, Kiến Sương, làm nước biển dâng cao, đê điểu tan vỡ, ruộng lúa bị ngập và nhiều người chết đói. Thánh Tông lập tức ban lệnh ngừng xây dựng cung thất, lại cho quân sĩ vùng ven biển hoãn thao luyện để dồn sức khôi phục các đê ven biển và giảm thiểu thiệt hại của bão. Đồng thời ông sai giám sát đi nhân phủ, thiểu duy tinh chia nhau đi đồn đốc việc xây lại đê điều. Cùng thời gian này, giá gạo ở Kinh Đô tăng vọt, nhà vua thấy giá gạo ở Nghệ An rẻ hơn nên sai quan thừa tuyên Nghệ An vận chuyển gạo về Kinh Sư hoặc như trong năm 1489 đến 1490 có đại hạn, Thánh Tông ban bố lệnh đại xá gồm 45 điều, rồi truyền Hàn Lâm Viện cùng các khoa, đài, cẩm y vệ hiệu ý chia nhau đến các phủ huyện, phát thóc công để cứu đói cho dân. Sử cũ còn ghi năm 1496, thấy trời không mưa, Thánh Tông tự mình cầu đảo, cuối cùng trời có mưa. Chính sách nông nghiệp của Lê Thánh Tông đã khiến cho việc canh nông trôi chảy, như các quan lễ bộ từng mô tả thời tiết thuận hòa, mùa măng bội thu, dân chúng yên vui, muôn vật dồi dào. Các ngành nghề thủ công nghiệp và xây dựng ngay từ đầu thời Lê Thánh Tông đã phát triển mạnh mẽ. Nghề in và làm giấy ở Đại Việt đạt một trình độ cao của thế giới thời bấy giờ. Số lượng sách in thời này khá đồ sộ. Đặc biệt nhất thời kỳ này là thành tựu trong công nghệ chế tạo vũ khí và đồ sắt chiếm ưu thế. Đồ gốm, xứ thời Lê Sơ phát triển đạt được độ tinh xảo và hoa văn đẹp. Trong bộ Việt sử tiêu án, danh sĩ đời Lê Trung Hưng Ngô thị sĩ có ca ngợi vua quan thời Hồng Đức vì ưu tiên dùng hàng quốc nội, không lệ thuộc vào đồ dùng Trung Hoa, các nghề thủ công như dệt lụa, ươm tơ, dệt vải, nghề mộc, nghề chạm, nghề đúc đồng cũng phát triển. Đế đô Đông Kinh 36 phố phường sầm uất nhộn nhịp tồn tại phát triển đến tận ngày nay. Phường Yên Thái làm giấy, phường Nghi Tàm dệt vải lụa, phường Hà Tân Nung Vôi, phường Hàng Đào nhuộm điều, phường Ngũ Xá Đúc Đồng phường gạch và gốm sứ bát tràng và nhiều phường khác nữa. Về thương mại, hoạt động nội thương thời Lê Thánh Tông chủ yếu là hình thức trao đổi sản phẩm giữa các địa phương. Nhờ hệ thống đường xá được xây dựng và đường sông được khơi đào, việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương khá thuận lợi. Đông Kinh là trung tâm buôn bán lớn nhất và sầm uất nhất, do có ưu thế về vị trí, những người buôn bán muốn đến Đông Kinh bằng đường bộ hay đường sông đều thuận tiện. Ngoài Đông Kinh và một vài thị trấn là trung tâm buôn bán Hầu hết là các chợ nằm ở các địa phương. Mỗi xã có một chợ hoặc một vài xã lân cận có một chợ chung. Chợ họp hàng ngày hoặc theo những ngày nhất định trong tháng gọi là ngày phiên chợ. Họp chợ là dịp để những người trong địa phương và các lái buôn từ xa tới buôn bán trao đổi sản phẩm, chủ yếu là trao đổi giữa nông phẩm và sản phẩm thủ công. Do dân cư ngày càng đông đúc và nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày càng lớn, năm 1477, Lê Thánh Tông ra quy định về việc chia chợ. Theo đó, các quan phủ, huyện châu phải xem xét thực trạng. Nếu việc chia chợ là thuận tiện cho việc buôn bán của dân thì làm bản tâu lên xin phép triều đình. Bên cạnh đó, đối với ngoại thương Lê Thánh Tông thực hiện chính sách ước chế nghiêm ngặt. Trên cửa khẩu dọc biên giới miền Duyên Hải, triều đình lập cơ quan kiểm soát ngoại thương rất khắt khe. Những nhà buôn ngoại quốc đến Đại Việt buôn bán chỉ được ra vào hạn chế tại một số địa điểm quy định, chủ yếu là Vân Đồn, Quảng Ninh. Tại các cửa biển có các quan sát hải sứ kiểm soát tàu bè các ăn phủ ti và đề bạc ti kiểm soát buôn bán và đi lại. Nhân dân và quan lại vùng Diên Hải tự ý mua hàng hóa của người nước ngoài hoặc đón tiếp các thuyền buôn thì sẽ bị nghiêm trị. Phạt tiền rất nặng, từ 50 quan đến 200 quan. Dù rằng ngày nay có người cố tìm dấu vết thương nghiệp trong đời Lê Sơ nhưng rõ ràng là ngoài các chứng cứ thành lập chợ búa. Đã không thấy những hoạt động ngoại thương ảnh hưởng đến triều đại mà lại còn thêm các hành động hạn chế ngay từ trên triều đình. Các quan sứ đi bắc gồng gánh buôn bán lúc về bị bêu xấu công khai. Thánh Tông mới lên ngôi đã có lệnh khuyến khích làm ruộng, ngăn cấm không được bỏ gốc theo ngọn, kiếm chuyện buôn bán làm trò du thủ du thực khiến nhà nước không thể kiểm soát người được. Có thể đó là do lối nhìn hẹp hòi từ nguồn gốc rừng núi của tập hợp Lê và phe nhóm quen lối trao đổi hàng hóa ở khu vực nhỏ. Thấy tức tối trước món lợi lộc liên quốc gia của đám sứ thần vốn là người Trung Châu họ trần nhiều rõ rệt đưa về. Và biện minh cho thái độ phủ nhận đó lại là mớ tư tưởng nho ra chống đối việc bỏ gốc nông theo ngọn thương như đã thấy trên đồng thời cũng là do sự thần phục minh đã ảnh hưởng đến tình trạng co rút của đất nước trong lúc các tập đoàn phương Tây chưa bén mảng đến vùng đất này. Thế là cuộc sống vẫn gói chọn trong vòng nông nghiệp và buôn bán nhỏ mà dấu hiệu xây cất trở lại là một minh chứng. Sự ngăn cấm khắt khe của Lê Thánh Tông và triều đình hậu Lê khiến ngoại thương phát triển rất kém. Thuyền buôn các nước vào thư thớt, các chợ miền biên như kỳ lừa Lạng Sơn, Móng Cái, Vạn Ninh, Vân Đồn An Bang, suy giảm dần. Năm 1467, Thuyền buôn xiêm la đến Vân Đồn dâng biểu bằng vàng lá và hiến sản vật quý để xin thông thương nhưng bị Lê Thánh Tông khước từ. Chính sách đó cản trở sự phát triển kinh tế hàng hóa, làm cho quá trình tách rời thủ công nghiệp ra khỏi nông nghiệp và quá trình phát triển của các đô thị rất khó khăn. Về luật pháp, sau khi đánh bại quân Minh, vua Lê Thái Tổ đã bắt đầu soạn thảo luật pháp. Đến năm 1483, vua Thánh Tông sai các đình thần sửa đổi, biên soạn lại các điều luật cũ, làm thành bộ quốc triều hình luật còn gọi là luật Hồng Đức. Bộ luật gồm 6 quyền, 722 điều và được sử dụng suốt từ thời Hồng Đức đến hết thế kỷ 18. Trong việc biên soạn bộ luật này, triều đình có tham khảo các bộ luật nhà đường, nhà minh bên Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ luật của Lê Thánh Tông chứa đựng những sáng tạo đáng kể khiến nó gần gũi hơn với các đặc điểm xã hội, tôn giáo của Đại Việt. Trong số 722 điều của quốc triều hình luật, có đến 342 điều hoàn toàn không tương ứng với các điều luật của Trung Quốc. Trong các điều luật còn lại thì 200 điều chịu ảnh hưởng một mức độ nào đó luật nhà đường. Chỉ có 14 điều mô phỏng trực tiếp từ luật nhà Minh. Với bộ luật này, Đại Việt đã hình thành một nhà nước pháp quyền sơ khởi và thuộc loại sớm trên thế giới. Bộ luật Hồng Đức thời Lê có nội dung cơ bản như sau. Giữ cho đất nước luôn ở thế chủ động đối phó với sự xâm lược từ bên ngoài. Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Chấn hương nông nghiệp, coi nông nghiệp là nền tảng của sự ổn định kinh tế xã hội, mở rộng giao lưu, khuyến khích thủ công nghiệp, thương nghiệp lành mạnh, hạn chế ngoại thương, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của muôn dân, chống tham nhũng triệt để, chống sự lạm quyền và ước hiếp dân chúng, khuyến khích nuôi dưỡng thuần phong mỹ tục và phát triển kinh tế, bên vực và bảo vệ quyền lợi phụ nữ khác với luật pháp Trung Hoa đương thời, Luật Hồng Đức cho phép phụ nữ có quyền ly hôn, con gái trong gia đình có quyền thừa kế tương đương với con trai. Con gái lấy chồng không nhất thiết phải qua sự cho phép của cha mẹ. Bảo vệ quyền lợi của vua và quan lại, bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị địa chủ phong kiến. Lê Thánh Tông là người thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã ban hành. Một lần, ông đã thu lại quyền chỉ huy của tổng quân đô đốc Lê Thiệt vì con trai Lê Thiệt là bá đạt phóng ngựa trên đường phố giữa ban ngày và dung túng gia nô đánh người. Lê Thánh Tông thường bảo với các quan rằng, pháp luật là phép tắc chung của nhà nước, ta và các người phải cùng tuân theo. Bên cạnh đó, Việc dùng luật dưới thời Lê Thánh Tông trở nên khắc nghiệt hơn so với các triều trước. Thời Lê Nhân Tông, năm 1448 chỉ có 42 người bị xử tử. Đến đời Thánh Tông, riêng năm 1467 đã có 323 người bị hành quyết. Thánh Tông còn đặt ra hình phạt cứng rắn đối với người không tuân theo quy chế để tang cha mẹ và chồng. Thêm vào đó, ông ép những người nước Đông Nam Á mà ông coi là man di sống trong lãnh thổ Đại Việt phải đổi tên và nếp sống cho giống với người Việt. Về y tế, Lê Thánh Tông đã lập nhà tế sinh để chữa bệnh giúp dân. Ông còn quy định, ở địa phương nào có dịch bệnh xảy ra, các quan nơi này được phép trích tiền thuế để mua thuốc trị bệnh cho dân. Về giáo dục và khoa cử, dưới triều vua Lê Thánh Tông việc tuyển chọn người có đức, có tài được xem là điều hệ trọng nhất trong mọi điều hệ trọng với nhiều hình thức tiến bộ, tổ chức rất nghiêm ngặt. Nhà vua đã áp dụng hàng loạt các biện pháp cơ bản, mang tính hệ thống như khuyến khích việc học, tổ chức thi tuyển để lựa chọn người tài. Đặt lệ bảo cử để không bỏ sót nhân tài. Đặt lệ tập ấm để khuyến khích con cháu công thần lập thân. Thực hiện chế độ tản quan để tỏ lòng tri ân với những người có công. Đặt lệ khảo thi để khuyến khích nhân tài phấn đấu vươn lên. Đặt lệ khảo khóa để đánh giá. Phát huy thực tài của quan lại. Đặc biệt bộ luật Hồng Đức, di sản văn hóa pháp lý đặc sắc của Việt Nam. Thánh Tông là một ông vua thông minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề tôi đãi lấy lòng thành. Ngài trị vì được 38 năm, sửa sang được nhiều việc chính trị, mở mang sự học hành, chỉnh đốn các việc vụ bị, mở thêm bờ cõi, khiến cho nước Nam bấy giờ được văn minh thêm ra và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cường thịnh như vậy. Đã hơn năm thế kỷ trôi qua, nhưng những bài học của Lê Thánh Tông để lại cho đất nước, cho dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Lê Thánh Tông không chỉ là một ông vô đầy tài năng và nhiệt huyết với tất cả các thành tựu nổi bật, dưới thời trị vì của ông mà ông còn là một cái tên không thể mở trong lịch sử và nền văn hóa nước nhà. Với trí tuệ, tài năng kiệt xuất của mình, ông xứng đáng được xưng tụng là một vị minh quân, nhân vật ngoại hạng, vua thánh của nước Đại Việt. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, việc mở trường dạy học cho con em trong cả nước được khuyến khích. Ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử ban chiếu khuyến học, được đời sau ghi lại trong giai văn tập ký với nhan đề là Thánh Tông Thuần Hoàng Đế Khuyến Học Văn. Ông chủ trương, mọi người dân, những ai muốn trở thành người có ích cho đất nước đều có quyền đi học. Không phân biệt trường tư, trường công do nhà nước mở. Tại Kinh Đô, nhà vua cho mở hai trường đại học là Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi đào tạo các nhân tài về ngạch văn giai. Cùng với đó là Điện Giảng Võ là nơi đào tạo các võ quan, tướng lĩnh cho quân đội. Nhà vua còn ra lệnh khắc in các bộ sách giáo khoa gồm Tứ Thư, Ngũ Kinh, Ngọc Đường Văn Phạm, Văn Hiến Thông Khảo, Văn Tuyển, cương mục để các học quan lấy đó làm tài liệu giảng dạy, tổ chức thi cử để chọn nhân tài. Bản thân vua Lê Thánh Tông thực sự là một tấm gương sáng về lòng ham học cho muôn dân. Khi ở ngôi vua, Lê Thánh Tông rất hay cải trang, mặc quần áo thường dân, vi hành khắp trốn để tìm hiểu cuộc sống của dân chúng và thị sát về đạo đức, năng lực của quan lại dưới quyền. Chuyện kể rằng, một lần, nhà vua vi hành đến văn miếu, lúc này trời cũng đã khuya, Ông vẫn thấy một giám sinh chạt 50 tuổi đang chăm chú ngồi đọc sách và thỉnh thoảng húp một ngụm cháo lãng. Nhà vua đến gần hỏi, người húp cháo gì mà ngon thế? Thưa bác, con húp cháo hoa, nhà con hết muối rồi. Người này đáp. Nhà vua rất cảm động ra về. Sáng hôm sau, có người đem gói quà đến biếu giám sinh. Khi mở ra, giám sinh vô cùng bất ngờ bởi món quà là một lọ muối vua ban cùng bên trong có một nén bạc. Từ đó... Câu chuyện nhà vua thương người nghèo ham học lan truyền khắp nước. Trong chính sách khuyến học, về cơ bản Lê Thánh Tông có kế thừa kinh nghiệm của các triều đại trước. Bên cạnh đó, vua còn đặt ra nhiều nghi thức khác nhau, nhưng tất cả không ngoài mục đích khuyến học, trong đó tập trung tôn vinh người đỗ đạt, khiến cho người học lấy đó làm vinh dự, làm mục tiêu để phấn đấu nỗ lực. Nói theo, nhắc đến binh quân Lê Thánh Tông, không thể không nhắc đến những nghi thức khuyến học như lễ treo bảng mực nhạt, coi như đã thi đỗ nhưng chưa chính thức vì còn phải vào thi đình để vua xét định thứ bậc danh hiệu vì vậy bảng báo tên đỗ tứ trường dùng mực nhạt để ghi tên một bước chuẩn bị để khi treo bảng chính thức đề bằng chữ màu vàng lệ sướng danh lệ đại thần chúc mừng tân khoa lệ rước và treo bảng vàng lệ ban áo mão cân đai phẩm phục lệ đãi yến tiệc ở vườn quỳnh lâm lệ tân khoa nghe hát lệ ban cành hoa bạc lệ ban thưởng vật phẩm tiền bạc lệ rước tân khoa đi chơi phố phường Lệ Phong tước chật, lệ làm nhà cho Tân Khoa ở, lệ vinh quy bái tổ. Lệ ghi tên người đỗ vào sách và dựng bia tiến sĩ để giáo dục cho muôn dân ham học để thành tài. Riêng việc dựng bia tiến sĩ ở văn miếu quốc tử giám, ông cho rằng để cho kẻ sĩ chiêm ngưỡng, hâm mộ phấn chấn, rèn luyện danh tiết, hăng hái tiến lên. Người xưa có câu, khuyến học thì đại thịnh, dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc, Lê Thánh Tông đã làm được làm rất tốt điều đó và với chính ông cũng đã có lần tự bạch, lòng vì thiên hạ lo âu. Thay việc trời dám trễ đâu, chống giờ canh còn đọc sách, chiêng xế bóng chửa thôi trầu. Cha truyền con nối là quan điểm thông lệ của ý thức hệ phong kiến để duy trì quyền lực. Việc con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa vẫn quét lá đa như là luật trời đã định. Những người tài sống ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, những người dân thân phận nghèo khó dù có tài giỏi đến đâu cũng khó lòng chen chân vào chốn quan trường. Thế nhưng, với Lê Thánh Tông đã có cái nhìn khác cách làm khác Cách làm khác của vua Lê Thánh Tông thể hiện ở quyết tâm loại bỏ tình trạng quan lại rốt nát mà hay kèn cựa, cậy công cậy thế, tham lam ra khỏi bộ máy Đây là công việc cực kỳ khó khăn không thể hy vọng xoay chuyển trong ngày 1, ngày 2 Theo đó, ông kiên định nguyên tắc tất cả những ai muốn bước chân vào hoạn lộ dù là con cháu của quan đại thần dù là người thừa hành ở cấp thấp nhất đều phải là người đã trúng tuyển ở các kỳ thi đồng thời ông cũng cũng quy định rất rõ mọi người trong nước không kể nguồn gốc xuất thân đều được phép dự thi điều này chứng tỏ ngay từ đầu vua lê thánh tông đã kiểm soát chặt chẽ đầu vào của đội ngũ quan lại ngăn không cho những kẻ kém phẩm chất đạo đức đặt chân vào bộ máy trị vị của đất nước việc tổ chức thi cử là độc quyền thuộc triều đình quản lý do bộ lễ đảm nhiệm những nội dung và quy định cụ thể mỗi kỳ thi do bộ lễ đề xuất và vua là người quyết định cuối cùng thể lệ này đến đời vua lê thánh tông đã rất hoàn chỉnh được tổ chức theo trình tự từ thấp lên cao và lần lượt qua các kỳ thi thi hương được tổ chức tại các phủ huyện châu thi hội được tiến hành tại các thừa tuyên và thi đình là kỳ thi tuyển cấp quốc gia diễn ra ở kinh đô các kỳ thi này cũng là sự kiểm tra đánh giá tài năng thật sự của mỗi nho sĩ để được tuyển dụng bổ nhiệm các chức quan trong triều đáng quan tâm là trước khi dự thi chính thức các thí sinh đều phải trải qua hai môn khảo thí là thi toán và thi chính tả Thí sinh nào giải được các bài toán của đề thi và viết chính tả không lỗi mới được vào dự thi. Các nội dung thi hương, thi hội, thi đình đều có 4 môn thi gồm 5 bài thi kinh nghĩa để khảo sát nhận thức kim, cổ, đông, tây qua đó đánh giá, nhận xét về nhân tình, thế thái của thí sinh, về pháp luật, thi viết các chiếu, chỉ, mệnh lệnh của vua, các chế, cảo ngày nay gọi là văn bản pháp quy, các biểu, sớ mà ngày nay gọi là báo cáo tường trình liên quan trên hoặc nhà vua, thi làm thơ đường luật, thi viết văn sách, tức là luận văn để khảo sát trí thức và mưu hoạch ứng phó với thời cuộc. Trong đó, người thi đỗ môn thứ nhất mới được thi tiếp môn thứ hai, đỗ môn thứ hai mới được dự thi môn thứ ba và đỗ môn thứ ba mới được dự thi môn thứ tư. Người đỗ thi hương mới được dự thi hội, đỗ thi hội mới được về kinh dự thi đình. Cùng với đó, vua Lê Thánh Tông ban hành quy định thể lệ và kỷ luật thi cử rất cụ thể để nghiêm trị những kẻ gian dối trong thi cử. Trong 38 năm trị vì, vua Lê Thánh Tông đã tổ chức 12 khoa thi đại khoa, đào tạo cho đất nước 501 vị tiến sĩ. Số người đỗ đại khoa tiến sĩ, trạng nguyên bằng một nửa số khoa bảng cao trong 397 năm thời Lý, Trần, Hồ cộng lại. Trong số 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ thời Lê Mạc 1442 đến 1779 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Có 13 bia khắc các khoa tiến sĩ thời Lê sơ thì trong đó có 7 tấm bia đầu tiên do vua Lê Thánh Tông cho dựng. Vào năm 1484 để tôn vinh bậc đại hiền tài nho học, 7 tấm bia này để danh tiến sĩ khoa thi các năm 1442, 1448, 1463, 1466, 1475, 1478 và 1481. Đây quả là một cống hiến vượt bậc của vua Lê Thánh Tông đối với đất nước. Đặc biệt, bài văn khắc trên bia đá của khoa thi đầu tiên năm 1442 được trích, dịch và thường xuyên lưu truyền cho đến ngày nay là hiện tài là nguyên khí quốc gia. Đúng như Phan Huy Chú đã nhận định trong sách lịch triều hiến chương loại trí, khoa cử các đời thịnh nhất là đời Hồng Đức. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, đời sau không thể theo kịp. Cùng với việc thi tuyển, để không bỏ sót những người có tài, có đức gia gánh vác việc nước, vua Lê Thánh Tông đặt ra lệ bảo cử, đây là hình thức chọn những quan lại có quá trình công tác tốt, có tài năng và có kinh nghiệm thực tiễn quan trường, mà bổ vào những chức vụ quan trọng ở các cơ quan trung ương và địa phương đang khiếm khuyết. Với lệ này, người đứng ra bảo cử phải lấy tước vị, phẩm hàm của mình để bảo đảm với nhà vua rằng người được bảo cử là xứng tài, xứng đức với chức vụ giao cho họ. Những người làm nhiệm vụ cử người mà không cử được người giỏi thì bị biếm giáng chức hoặc phạt theo luật nặng nhẹ. Nếu vì tình riêng hoặc lấy tiền thì xử tội nặng thêm hai bậc điều 174, Bộ Luật Hồng Đức. Vì vậy, nhà sử học Phan Huy Chú có nhận xét rằng lệ bảo cử bắt đầu ở đời Hồng Đức. Bấy giờ việc ấy làm thận trọng, mà trừng phạt lại nghiêm, cho nên không ai dám bảo cử thiên tư. Các chức đều xứng đáng, rốt cùng thu được hiệu quả là chọn được người. Dưới thời trị vì, vua Lê Thánh Tông còn đặt lệ tập ấm để khuyến khích con cháu công thần lập thân. Nhà vua, luôn tạo những điều kiện thuận lợi cho những người trong hoàng tộc và con cháu các quan đại thần. Những người có công với triều đại được học tập, nâng cao tri thức, tu dưỡng đạo đức, phẩm hạnh thành những người có thực tài đảm đương việc nước. Đồng thời, quan điểm của vua Lê Thánh Tông cũng rất rõ ràng, minh bạch và kiên quyết không để cho các đối tượng mượn thần, cây thế của ông cha làm thang, bật bước vào hoạn lộ. Nhất thiết họ phải thi đỗ trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình phải hội đủ các tiêu chí của một quan chức mới được bổ làm quan. Đáng chú ý, để khuyến khích nhân tài phấn đấu vươn lên, vua Lê Thánh Tông đặt ra lệ khảo thi. Lệ này như là một ngày hội nô nước đua tài, đua sức của các quan lại thời bấy giờ. Cứ ba năm một lần, các quan văn, quan võ đương chức từ trong kinh đến ngoài đạo đều phải qua khảo thi. Không một quan chức nào được miễn trừ hoặc lần tránh. Khi khảo thi, các quan văn phải giải kinh nghĩa, làm thơ, phú, viết luận văn trả lời các đề thi về đạo trị đời, trị nước của vua nêu ra. Các quan võ thì thi bắn cung, ném hỏa tiễn, đấu khiên, đua ngựa, đấu vật, đua thuyền, giàn quân, giàn trận. Người nào thi đỗ qua khảo thi thì được thưởng áo, tiền, được thăng chức, tước. Nếu không đỗ thì bị giáng cấp hoặc bãi chức. Vì vậy, tất cả các quan chức đều có ý thức không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, khả năng của mình trong công việc được giao song song với lệ khảo thi, nhà vua còn ban hành lệ khảo khóa để đánh giá đúng và phát huy thực tài của quan lại. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào tháng 11 năm 1471, Hồng Đức năm thứ hai, vua Lê Thánh Tông đã ra chỉ dụ, phát khảo khóa cốt để phân biệt người hay, kẻ dở, nâng cao hiệu quả trí nước, đời đường, ngu, ba năm một kỳ, xét công để thăng, giáng, nhà thanh, chu, ba năm một lần, xét việc để định thưởng, phạt. Nay nha môn trong, ngoài các ngươi, người nào nhậm chức đã đủ 3 năm, phải báo ngay lên quan trên không được để chậm. Nếu quá 100 ngày mà không kê danh sách gửi đi thì tính số người chậm. Mỗi người chậm thì phạt một quan tiền, kẻ nào theo tình riêng mà dung túng đều phải trị tội cả. Khảo khóa, chính là công tác đánh giá, nhận xét cán bộ tương tự như cách chúng ta đang làm hiện nay. Khảo khóa là cơ sở để xem xét trong trăm quan ai là người mẫn cán, thanh liêm, làm được nhiều việc ít nước, lợi dân, ai là lời nói mà không đi đôi với việc làm, làm thì láo mà báo cáo thì hay. Việc khảo khóa được tiến hành qua lệ sơ khảo và thông khảo. Lệ sơ khảo cứ 3 năm tổ chức một lần, 6 năm thì tái khảo và 9 năm thì thông khảo. Sau mỗi kỳ sơ khảo, nếu ai được nhận xét là xứng chức thì tiếp tục được giữ chức, quan, lại nào bị coi là không xứng chức thì lập tức bị bãi chức hoặc giáng chức. Kế đến là lệ tái khảo và thông khảo. Tức là quan lại nào đã qua 3 lần sơ khảo, đến năm thứ 12 thì được thông khảo rồi trình lên cấp có thẩm quyền để xem xét việc thăng giáng. Nếu thời điểm này, quan lại nào được nhận xét là xứng đáng thì được phong chức, phong hàm thực thụ. Cách làm này của vua Lê Thánh Tông đã tạo ra những ngọn gió mát lành thổi vào tâm óc của trăm quan dưới quyền và cũng là minh chứng rất rõ về việc coi trọng thực tài, xây dựng một bộ máy trị vì năng động, có hiệu lực, hiệu quả. Những người nói nhiều mà làm được ít nói hay mà không làm được thì bị thải loại ra khỏi hàng ngũ quan chức. Ông cho rằng, quan lại kém đức, vô tài là mầm mống dẫn đến hòa loạn, là nguyên nhân của những bất ổn trong xã hội. Do đó, ông chủ trương ràng buộc quan lại bằng những chế độ. Những điều luật quy định trách nhiệm của trăm quan rất rõ ràng và có tính thực thi cao, thiết lập hệ thống các cơ quan thực thi cơ chế, chế độ giám sát, kiểm tra nhạy bén, rộng khắp, thường xuyên đối với mọi quan lại, đồng thời khen thưởng kịp thời, hậu hĩnh những quan lại mẫn cán, có tài. Sử phạt nghiêm các quan lại kén đức, cám tài. Chiếu chỉ năm 1463, vua Lê Thánh Tông đã viết ta lưu tâm việc trị nước, dốc ý việc cầu tài. Thường nghĩ những người tài làm được việc còn bị khuất ở hàng dưới, chìm lấp ở thôn quê, nên tìm hỏi người giỏi, mơ tưởng không quên. Sử cố cũng chết. điều tâm niệm của vua Lê Thánh Tông luôn mong muốn những bề tôi của mình là bậc hiền tài vua từng ra dụ hộ thượng thư bộ nguyễn cư đạo vốn là bạn của vua từ khi còn thơ ấu rằng ta lúc còn ít tuổi làm bạn với ngươi khi lên làm vua ngươi làm quan kinh diên nói về thần hạ thì ngươi đối với ta là bạn tri kỷ là bạn học thức nói về vua tôi thì ngươi với ta là duyên cá nước là hội gió mây ngươi nên hết lòng hiệp sức gắng sức báo đền ơn nước trí công vô tư ngăn lấp hối lộ được như thế thì ta được tiếng là vua biết người ngươi được tiếng là tôi hết chung vinh hiển cha mẹ, vẻ vang danh tiếng, dạng dỡ trong sử sách, nghĩ lại chẳng quái lắm sao. Nếu không được như thế, thì ta là vua không biết người, mà ngươi là tôi để làm vì. Trong hai điều ấy, ngươi chọn đằng nào thì chọn. Cho đến tận những ngày đầu tháng chạp năm 1496 năm cuối đời, trước khi bước vào cõi vĩnh hằng, vua Lê Thánh Tông còn ra sắc chỉ các trưởng quan nha môn của nội quan giáp phủ. Phải hiệp đồng lựa chọn các tướng hiệu dưới quyền mình, người nào có công lao đánh dẹp, trung tín đáng dùng, hoặc am hiểu thao lược, tinh thông võ nghệ cùng là người có tài năng trí tuệ, liêm khiết, giỏi giang, siêng năng, mình mẫn mới cho tại chức. Nếu kẻ nào hèn kém, không có công lao gì, cùng những kẻ bợ đỡ được dung thân, cầu mong vô liêm sĩ thì chốt bỏ. Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã ghi trong lời giới thiệu tập sách Minh Quân Lê Thánh Tông và Triều Thần. Lê Thánh Tông là vị vua đã xây dựng đất nước cường thịnh, từ cách tân, canh tân đất nước, tôn trọng hiền tại, xây dựng văn bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, cho mở 12 khoa thi, xây dựng và mở rộng kinh thành Thăng Long, là nhà văn hóa lớn, văn võ song toàn đã lập chiến công hiển hách trong công cuộc Nam chinh mở cõi nước Đại Việt rộng lớn. Công đức của Minh quân Lê Thánh Tông thật đáng khâm phục, thật đáng để suy ngẫm. Mỗi chúng ta cùng ngẫm về chuyện xưa để nghĩ, để hướng tới chuyện hôm nay và tương lai bằng một khát vọng phát triển quê hương. Đất nước phồn vinh, hạnh phúc tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn sống động và sức mạnh vô song đó chính là động lực trung tâm của một quốc gia dân tộc trên con đường đi tới tương lai nếu bạn yêu thích kênh xin hãy đăng ký và chia sẻ kênh bạn nhé